thật sự công bằng mà nói luôn nha thì uh, với adj thì cái ánh mắt của adj nó gian gian làm sao và khi mà thể hiện những cái vai hiền hiền á thường thường người ta nói miền tây á, những cái vai hiền những cái, cái vai mà cần cái 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 dạng ngây ngô khờ khờ á thì nó lại không phù hợp nhưng mà với cái diễn xuất của adj nó sẽ phù hợp hơn với những cái vai dạng như là uh, cái gì ta gọi là cái vai phản diện á cái vai cũng như là giật uh, người yêu người ta uh, vai xã hội đen hoặc là những cái giai mà dạng như là nó tấm là, là những cái giai dạng người xấu <cười> <cười> nói vậy một lát rồi không biết có nó vừa có rì vọt cái kênh luôn không chạy <laughs> nhưng mà ở đây mình thật sự là mình công tâm mình nói thôi tại vì á uh, những hai xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và một khoảng thời gian là khá là dài rồi đức không có quay lại ở cái kênh youtube này vì uh, một số lý do riêng và ngày hôm nay thì Đức tiếp tục trở lại với cái kênh của mình. Thì như Đức đã nói thì cái kênh này Đức xem nó như là một cái cuốn nhật ký của mình. Thì có buồn vui hoặc là những cái suy nghĩ gì trong cuộc sống thì Đức đều quay video vào Đức post lên và Đức xem nó như là một cái cuốn nhật ký thay vì người ta viết nhật ký ra giấy mình viết nhật ký bằng video. Và ngày hôm nay sẽ là một video dạng như là cái gì ta? reaction thì không phải. Thì uh, đây là một video dạng như là mình nêu lên cái suy nghĩ của mình về một cái MV. Thì uh, như các bạn đã biết trong thời gian vừa qua thì uh, KSM vừa tung ra MV đó là Ai mang em đi. Ở đây thì có khá nhiều ý kiến trái chiều ở cái MV này. Thì uh, mình đứng ở một vai trò mình không phải là fan của uh, KSM cũng như là mình không phải là fan của Jack nên mình muốn nói lên cái suy nghĩ của mình xoay quanh cái MV uh, mới của kè xem đó là em md thì thật ra khi mà đức nghe một cái bài nhạc nào đó, đức đều nghe ít nhất là cũng từ năm sáu lần trở lên rồi sau đó thì đức sẽ nghe kỹ lại có nghĩa là mình nghe thoáng qua năm sáu lần sau đó mình sẽ nghe kỹ là từng cái câu từ cái lời trong bài hát thì ở đây khi mà cái buổi mà phát hành á đức cũng có xem thì thật ra đức là một cái người hơi là làm biến nghe âm nhạc các bạn nhưng mà thật sự ra một cái mv nào mới của ca sĩ Việt Nam ra thì cái dạng như là mình cũng nghe người ta nói thì mình cũng tìm tòi vào và mình nghe thôi thì thật sự ra với cái mv i mang em đi của KSM thì mình thấy có một số điều như thế này thì đầu tiên về cái điểm cộng lớn nhất của cái mv đó, đó là cái phần chất lượng hình ảnh cũng như là cái cách phối nhạc và cái lời bài hát cực kỳ cực kỳ hay luôn ở đây thì mình trung lập mình không có là fan của ai cả thì thật sự nha cái khả năng phối nhạc của KSM thì vô cùng vô cùng tuyệt vời và cái lời bài hát thì cũng rất là hay thì đó là cái điểm cộng đầu tiên khi mà đức xem cái mv này nhưng mà ở đây có một điều á cái giọng hát của adj á, thể hiện cái ca khúc này á, theo như mình thấy nha thì thật sự á, cái giọng của Uh, IDJ á nó không có cái độ ngọt, có nó không có cái độ ấm á các bạn. Ở đây mình không phải nói là IDJ hát không hay nhưng mà cái dạng như là cái chất giọng của IDJ á nó không có phù hợp với cái dòng nhạc mà im dịu á, cái dòng nhạc palace á thì mình nghe nó 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 chát chát làm sao? Thì uh, có lẽ là một phần cái bài hát không được ủng hộ nhiều á là do ở cái chất giọng của IDJ nó không phù hợp với cái thể loại nhạc này. Thì uh, theo như mình thấy nếu mà IDJ á sẽ thể hiện những cái ca khúc mà nó nó có tiết tấu nhanh á, cái nhạc đan á, cái dạng như nhạc nó nhanh một tí xíu á thì nó sẽ hay hơn. là đối với những cái bản nhạc ballad như thế này, thì đối với cái mv i mang em đi á thì nó theo một cái phong cách nhẹ nhàng, tình cảm, tại vì nó thể hiện một cái mối tình đơn phương mà. thì với cái chất giọng của idj thì thật sự là mình 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 không thích. thì đó là cái điểm trừ ở cái mv thứ hai nữa là một phần đó là do ngoại hình của idj nó không được cái dạng như là không được điển trai cho lắm ở đây thì cái cách diễn xuất của idj mình cũng cảm thấy rất là hay nhưng mà mình thấy nó không phù hợp với cái vai diễn thật sự công bằng mà nói luôn nha thì với idj thì cái ánh mắt của idj nó gian gian làm sao và khi mà thể hiện những cái vai hiền hiền á thường thường người ta nói miền tây những cái vai hiền những cái cái vai mà cần cái 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 dạng ngây ngô khờ khờ á thì nó lại không phù hợp nhưng mà với cái diễn xuất của IDJ ấy, nó sẽ phù hợp hơn với những cái vai dạng như là uh, cái gì ta gọi là cái vai phản diện á cái vai cũng như là giật uh, người yêu người ta uh, vai xã hội đen hoặc là những cái vai mà dạng như là nó tấm là, là những cái vai dạng người xấu <laughs> nói vậy một lát rồi không biết có nó vô có rì bọt cái kênh luôn không chạy <laughs> nhưng mà ở đây mình thật sự là mình công tâm mình nói thôi tại vì ở đây theo mình nghĩ đối với những cái dòng nhạc nhẹ nhàng á thì cần cái độ ngọt rất là nhiều thì uh, điển hình như thay thế nha ở đây á mà cái bài hát ai mang em đi á thay thế bằng sắt á thì thật sự nó rất là hoàn hảo tại vì cái chất giọng của sắt á là cái chất giọng miền tây mà đa số á, là cái chất giọng miền tây nó sẽ khá là ngọt ở đây mình không phải là mình khen người miền Tây mình tại vì mình cũng ở Bình Long Nhưng mà thật sự các bạn thấy cái người miền Tây của mình á cái, cái cái tính, cái dạng như là cái, cái mọc á Cái mọc, cái tính gọi là ta Cái dạng như là cái giọng mọc á Cái câu chữ, cái nhắn nhá trong giọng hát á Nó rất là mọc Và nó không có gọi là cái, gì, cái chiêu trò hết Thì thì thật sự là cái giọng chat mình rất là là thích Tại vì Nhưng mà ở đây mình khẳng định một điều nha Mình không phải là fan của chat mà mình cũng không phải fan của KICM luôn thì ở đây mình ở miền tây á thì hồi nhỏ mình đã tiếp xúc với mình nghe nhạc cả lương là nhiều nhất <laughs> nghe cả lương nghe cùng bà nghe cùng mẹ rồi lớn lớn thì nghe nhạc dân ca nghe nhạc trữ tình là nhiều chứ những cái dòng nhạc như là cái dòng nhạc mới mới như của check của ke xem thì đức đức uh, dạng như là đức tiếp xúc mới gần đây thôi đức không có nghe thường xuyên nhưng mà theo như mình nghĩ nha nếu cái mv này á mà được thay thế cái giọng bằng check á, thì rất là hoàn hảo và ADJ mà thể hiện một cái vai phản diện trong cái MV này nữa thì vô cùng tuyệt vời nói tóm lại cái điểm cộng lớn nhất ở cái MV này đó là cái chất lượng hình ảnh rất là ok cái lời bài hát và ý nghĩa của từng cái câu hát á, nó rất là dạng như là nó rất là tràn đầy ý nghĩa và cái cách phối nhạc của Khánh á, thì thật sự mình không thể nào mình phủ nhận được là anh là một người rất là đa tài trong cái việc phối nhạc và và nó phần nào nó giúp là dễ chạm đến cái trái tim người nghe hơn nhưng ở đây á, một điều mình thấy khá là thất bại ở trong cái mv này đó là một phần là do ở chất giọng của adj không có cái độ ngọt và không có cái độ ấm ở đây mình vẫn nhấn mạnh là ở đây không phải là adj không hay nhưng mà cái chất giọng của adj không phù hợp với những cái tiết tấu nhạc buồn và cái ngoại hình và cũng như là cái ánh mắt của IDJ ấy, nó sẽ phù hợp với những cái vai là phản diện hơn là những cái vai mà cái gọi là vai chính diện phải không ta Cái vai hiền á thì nó sẽ không phù hợp Đó là theo cái cảm nghĩ cá nhân của mình Và một điều khách quan ở đây nữa là do là trong thời gian vừa qua thì cái bộ đôi kết hợp giữa KSM và Jack đã tạo nên rất là nhiều những cái bản hit cũng như là những cái phối hợp rất là ăn ý. ở đây mình đóng vai trò mình là một người nghe nhạc nha, thì mình đã quen với cái 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 âm điệu đó rồi và bây giờ đột nhiên thay đổi một người khác thì khó mà chạm tới cái trái tim của khán giả là một cái điều đương nhiên. ở đây thì mình cũng không có muốn nói về cái chuyện mâu thuẫn giữa Jack và ICM trong thời gian vừa qua nhưng mà ở đây thì vẫn mong có một ngày vẫn hy vọng có một ngày thì có một cái sự nào đó ví dụ là kết hợp cho một vài sản phẩm âm nhạc trở lại ở đây á, thì mình vẫn hy vọng nha trong một ngày gần nhất thì uh, bên uh, kcm cũng như là check có cái màn uh, kết hợp lại với nhau thì uh, có lẽ là cái điều này rất là xa xôi nhưng mà cái dạng như là kết hợp mà kết hợp giao hữu một hai bài thôi chứ không phải là hợp tác uh, như ngày xưa thì chắc ăn là không có cái điều đó xảy ra rồi nhưng ở đây một điều mình thấy á, là với những cái sản phẩm mới của check á cái bài uh, là một thằng con trai á thì thật sự là không có để lại ấn tượng mình nhiều nhưng mà sang cái ca khúc mới đó, hoa hải đường đó, thì thật sự là rất là hay nhưng mà đối với mình á mình cảm thấy mình nghe nhạc nhanh đó, nó hơi bị dở thì ở đây mình nhận đó là cái khuyết điểm của mình nên trong cái cái ca khúc mới cái phần điệp khúc của hoa hải đường á thì uh, tiết tấu nó hơi nhanh nên uh, nếu mà trong cái tiết tấu bài nhạc đó nó chậm lại một tí xíu thì nó sẽ rất là ok như là nói gì là lạc chủ đề á từ cái mv ai mang em đi đá qua mv hoa hải đường luôn ok nói tóm lại đó là mv mới của KSM thì uh, nội dung và cách phối nhạc rất là hay nhưng mà hạn chế ở đây á, là về cái mặt giọng hát cũng như là cái, uh, cái 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 gương mặt của idj cũng như là cái ánh mắt của idj thì nó không phù hợp với cái vai mà dạng như là yêu đương phương thất tình thì không có <laughs> thì uh, dù sao đi nữa mình vẫn luôn yêu mến Jack, mình vẫn yêu mến kc mình không có ghét bỏ ai cả tại vì mình là một người trung lập mình không phải là fan của ai cả ở đây thì uh, đức uh, vẫn yêu mến hai người và dạng như là đức vẫn ở trung lập đức không có nghiêng về ai cả và đức vẫn mong muốn cái sản phẩm của họ được kết hợp lại với nhau và cái dạng như đó là cái ý kiến cá nhân của mình thôi và đức vẫn chúc hai bạn ấy luôn thành công trong cái con đường sự nghiệp của mình Vậy nè, nói đến đây thôi ha Tại vì bây giờ muốn nói nữa, cô biết nói gì nữa à, Thật sự ra muốn nói nữa, nhưng mà sẽ nói cho một cái MV khác Cái MV Hoa Hải Đường của Jack Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tới nhé